Riep, riep. Mình buồn sữa rồi. Hy vọng là tôi không bị gì đi phá nha. Dạ. Dạ. Còn nửa tiếng nữa. Nhanh. Hôm nay là chúng ta sẽ học và tiếp tục bài thứ ba trong sáng hôm nay. Đề tài hôm nay chúng ta học đó là chủ đề đó là trở thành chiến sĩ cầu nguyện đối phó. Trong suốt quá trình chúng ta học thì mục đích là Chúa muốn cho chúng ta thực sự là người hiểu biết được cái ý nghĩa của sự cầu nguyện, uy quyền của sự cầu nguyện và giá trị sự cầu nguyện. Nhưng thực sự chúng ta biết là tốt rồi, nhưng phải thực sự làm theo trở thành chiến sĩ cầu nguyện đó mới thực sự là tốt lành và kết quả cho Chúa. Chúng ta sẽ cầu nguyện trước khi mình học vào ngày hôm nay trong bài ba này. Tôi xin được cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha từ ái của chúng con, cảm ơn Chúa bởi sự săn sẵn của Ngài thật tốt lành của đời của chúng con. Ngài trang bị chúng con bởi lời của Chúa. Và qua chương trình này mà Chúa đã để lời tôi Chúa truyền tải lại cho chúng con qua chương trình này, để chúng con học biết, không hiểu, bước đi, cần thật làm theo và được phước trong sự mình vâng lời. Nguyện xin tất cả lời tôi Chúa trở thành chính sách cầu nguyện thực sự của Đức Chúa Trời, là người thực thi uy quyền của Đức Chúa Trời ban cho chúng con. Và chúng con đứng trong vị trí đắc thắng, vị trí công bình, đời sống công bình và nhận được uy quyền của Chúa trao cho mặc mọi vũ khí trong mọi cuộc chiến, trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng con cũng đắc thắng trong danh của Chúa Giêsu và lời của Ngài. Và chúng con thực sự một đời sống thấm nhuần trong sự cầu nguyện, yêu mến sự cầu nguyện dành nhiều thời gian với Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa và Chúa chúc tẩu chúng con trong chương trình bài học thứ ba này, đó là cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Nguyện xin anh em chúng con thấu hiểu đầy đẫy lòng Chúa và ao ước sự đầy đẫy Thánh Linh, bước đi Thánh Linh mỗi ngày và nhờ cái Thánh Linh mỗi ngày để thực sự chúng con tương giao với Ngài qua cầu nguyện với Ngài qua Đức Thánh Linh. Chúng con cảm ơn Chúa sức tẩu chúng con và hết thầy đầy tới Chúa được kết quả trong kỳ học này. Còn tạ Ngài, chúng con phó giao một sự cho Ngài, chúng con hiệp ý trong sự cầu nguyện. Trong danh Chúa Giêsu, Amen. Chúng ta sẽ cùng học với nhau bài số 3 trong tài liệu của các đệ tử Chúa là trang 281, là quyền năng của sự cầu nguyện trong Thánh Linh. Như vậy là chúng ta đã học về sự cầu nguyện, cái đề tài cái bài học hôm nay từ sáng nay một số đức cũng như một số hành đã truyền tải chúng ta làm sao nào để trở thành một chiến sĩ cầu nguyện. Nhưng trong tất cả những vũ khí của sự cầu nguyện như một sự ảnh đã sáng này đã trao chúng ta đức tin và cái giáp của sự công bình, đức tin là công đỡ và đội mão trụ đã được làm mão trụ. Và nhưng bây giờ chúng ta học một cái học đó là cầu nguyện trong sự công bình. Chúng ta cùng mở lời Chúa trong Roma đoạn 8 câu 26 câu 27. Xin chúng ta cùng xem lời Chúa trong Roma đoạn 8 câu 26 câu 27. Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta, vì chúng ta chẳng biết tự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng. Nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thế nào. Vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh cầu nguyện. Ồ, cảm ơn sư phụ. Biết mấy đây này. Và lời Chúa nhắc nhở chúng ta là chúng ta hay quên cầu nguyện, thì chúng ta đã từng cầu nguyện. Ở đây tôi tin rằng các đệ tử Chúa đã từng cầu nguyện ít hay nhiều và trong mọi hình thức. Nhưng mà chúng ta ở đây là Chúa nhắc chúng ta một câu đặc biệt rất là hay, rất rõ ràng trong Êm số đoạn 6 câu 18. Nhắc nhở chúng ta là hãy nhờ cái Thánh Linh thường thường làm mọi thứ cầu nguyện, nài xin và tỉnh thức về điều đó. Tại sao là lời nhắc nhở chúng ta là như vậy? Thường thường này xin và tỉnh thức nhiều khi chúng ta hay quên. Và cái lỗi lớn nhất của chúng ta thường hay không nhờ cậy Đức Thánh Linh, quên Ngài và không chào Ngài mỗi ngày hay bước đi mỗi ngày. Và đây là cái điều này, có lẽ là cái điều này đã được các đệ tử Chúa nhắc nhở rất là nhiều lần và cũng là cái lỗi của chúng ta. Việc nhờ cậy Thánh Linh là vô cùng quan trọng. Thánh Linh là thân vị, là ngôi ba của Chúa Trời. Ngài thay thế chúng ta trong khi Chúa Giêsu về trời,
hiện nay Ngài đang ngồi với Đức Chúa Trời còn đang cầu thị chúng ta, và Thánh Linh đang sống vận hành cái nội thánh của Ngài và trên mỗi cuộc đời chúng ta, dẫn dắt chúng ta trong và mọi lễ thật. Nên việc là nhờ cái Thánh Linh để cầu nguyện có quan trọng vô cùng. Cái nhà chúng ta hãy tỉnh thức và thường thường làm những điều đó. Như vậy thì hàng ngày đời sống của quan tay chú chúng ta vẫn thường cầu nguyện. Và ở đây chúng ta thấy là như vậy, có nhiều những hình thức cầu nguyện khác nhau. Chúng ta xem tiếp những câu. Cái điều đầu tiên mà chúng ta đã thường cầu nguyện với các đại tư, chúng ta trải qua các thời đại đã thường cầu nguyện, đó là sự cầu nguyện trầm lặng. Đó là cái một cái sự cầu nguyện rất là phổ thông. Cách là những đại tư Chúa cầu nguyện và suy gẫm lời Chúa, im lặng trước mặt Chúa và cầu nguyện cho mọi vấn đề, điều đó là đã từng xảy ra. Ở đây tôi tin là các đệ tử Chúa ai cũng đã từng cầu nguyện trong việc đó. Tại người dân ở riêng với Chúa mỗi ngày, một trước mọi vấn đề, trước mọi công việc, hay là trong khi chúng ta đọc lời Chúa mình suy gẫm, chúng ta vẫn cứ cầu nguyện Chúa dạy dỗ con để biết lời của mình. Điều đó đã từng xảy ra, điều đó rất tốt và rất là ích lợi và mang lại nhiều những cái điều phước hạnh trong cuộc linh. Và những cái là cái hình thức thứ hai là chúng ta có những sách cầu nguyện, đúng không? Sách cầu nguyện đó là Kinh Thánh chúng ta thấy là sách cầu nguyện là sách Thi Thiên. Khi đọc Thi Thiên chúng ta thấy đó là một cái sách cầu nguyện của David. Ông rất yêu Chúa và được Chúa gọi là người của tấm lòng của Chúa Trời. Tất cả những bài thơ, tất cả những điều gì mà David viết lại như trong Thi Thiên của ông thì bài cầu nguyện, bài cầu nguyện. Nhưng khi cái để tôi chúc cầu nguyện bằng lời của Chúa, cầu nguyện bằng đọc lên những cái phần Thi Thiên này cũng rất ích lợi. Nếu như thực sự tấm lòng của họ là trông cậy Chúa Trời, tin cậy Chúa Trời, thì đây là lời của Chúa thì rất ích lợi cho họ. Và Đức Chúa Trời rất tôn trọng mọi sự cầu nguyện, mọi hình thức, đúng không? Hoặc là có những cái hình thức cầu nguyện mà lời hướng dẫn. Đây chúng ta rất khi tin cậy Chúa thì chúng ta đều được ai đó hướng dẫn cách cầu nguyện, đúng không? Và rồi sau này mình làm chứng cho ai đó, họ tiếp nhận Chúa thì mình cũng sẵn sàng giúp họ cách cầu nguyện. Đó là sự cầu nguyện theo cách hướng dẫn. Vậy hướng dẫn họ cầu nguyện, họ chưa biết cầu nguyện, mình hướng dẫn họ cầu nguyện. Như vậy đó là cách cầu nguyện nhưng đều là phước. Nhưng có một cái điều nhưng khác biệt hơn nữa là điều quan trọng ở đây là phần Kinh Thánh này là dạy dỗ chúng ta về cách cầu nguyện trong đường Kinh Thánh. Và phần tài liệu chúng ta thấy là có một cách cầu nguyện thứ tư, đó là có những danh sách mua hàng, như là đây như danh sách mua hàng. Điều này cũng rất tốt. Và trước đây khi mới tin Chúa chúng tôi cũng thường cầu nguyện như thế này. Khi trong nhóm chúng tôi thì mình liệt kê ra hôm nay cái tuần này tháng này mình sẽ cầu nguyện điều này này. Điều A, điều B, điều C. Cầu nguyện cầu thai và cũng có những cái gạch cầu dầu như thế. Thậm chí có những nhu cầu cầu xin cho gia đình, cá nhân và cho chi hội, hội thánh. Liệt kê hoặc mười mấy điều. Sau đó cứ thể được chuột có thể ứng nghiệm nhiều điều và nhiều năm sau ứng nghiệm hết. Điều đó là có thể vì mình đánh dấu xem sự nhầm lời của Đức Chúa Trời và sự thành tín của Đức Chúa Trời. Và mình cũng bền lòng trong sự cầu nguyện để xin Chúa giúp đỡ cái nhu cầu đó mà theo cái đúng cái tinh thần là theo ý muốn của Ngài. Và điều đó là được nhận lời, mình rất cảm ơn Chúa bởi sự tín của Ngài. Như vậy là ngoài sự chúng ta cầu nguyện đều ít lời trước mặt Đức Chúa Trời trong mọi hình thức nào, cầu nguyện trong sự trầm lặng hay rồi hướng dẫn người khác cầu nguyện hoặc đọc sách cầu nguyện trong Thi Thiên, điều đó cũng tốt. Và rồi ghi liệt kê những cái mục chúng ta phải cầu nguyện cầu thay, điều đó cũng rất tốt. Nhưng Phật Thánh Tăng dẫn chúng ta đến là sẽ cầu nguyện trong Thánh Linh, nó mang lại đây là một vũ khí rất là đặc biệt. Và trong phần này có 3 phần. Phần thứ nhất đó là những sự cầu nguyện khác nhau. Phần thứ hai là sự lạm dụng, sự cầu nguyện và các ân tứ thuộc linh. Đây nhắc nhở chúng ta một cái sự cầu nguyện sai lầm. Nhiều khi cầu nguyện vẫn cầu nguyện mà không phát hiện ra cái sự sai lầm, hoặc là không phát hiện được lý do tại sao mình cầu nguyện mà không được nhận lời. Tôi tin chắc là ở đây chúng ta đã từng là những người cầu nguyện, cầu xin nhiều điều, có những điều được đáp lời, đúng không? Và có những điều chúng ta cầu xin mà chưa được đáp lời, hoặc có thể không được đáp lời. Thì phần này chúng ta sẽ thấy được đó là sự lạm dụng trong sự cầu nguyện các ân tứ thuộc linh. Trong chúng ta xem lời Chúa trong Gia-cơ đoạn 4 câu 2 và câu số 3.
chúng ta là xem lời Chúa trong Gia-cơ 4 câu 2 và câu 3. Anh em tham muốn mà chẳng được chi, anh em giết người và ghen ghét mà chẳng được việc gì hết. Anh em có sự tranh cạnh và chiến đấu, anh em chẳng được chi vì không cầu xin. Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được vì cầu xin trái lẽ để dùng trong tư dụng mình. Như vậy là chúng ta thường mắc hai lỗi lầm trong sự cầu nguyện. Tức là thứ nhất là không cầu xin. Bởi vì nếu không cầu xin thì không nhận được. Nhưng mà có điều thứ hai quan trọng hơn là khi có cầu xin mà không được gì, điều gì cả. Mà kinh thánh như thế trong lời Chúa trong Gia-cơ 4, câu 2, câu 3 nói ta nói là xin mình tư dục mình. Tư dục có nghĩa là sự ích kỷ. Xin trong sự ích kỷ của mình chứ không theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải làm một phần này. Không được đâu. Tắt cầu nguyện là nó có điều ba điều quan trọng, rất là quan trọng trong khi chúng ta thực thi ý quyền của Đức Trời, cầu nguyện theo lời của Đức Trời và theo cảm xúc của Đức Chúa Trời và theo tư tưởng của Đức Chúa Trời. Và nếu là theo tư dục của mình thì cái từ tư dục đây nói là đó là cái nó là một cái ước muốn tham lam quá đối với con người hay lòng ích kỷ của con người. Vậy là cái tham muốn này, cái tư dục mong muốn điều xấu xa, nó giống như tham lam hay mong muốn ích kỷ. Tham lam là muốn được có những điều của người khác, có thể biểu lộ trong nhiều cách như tham muốn điều gì, quyền lực, tiền bạc hay là thú vui trong cuộc sống. Đó là những sự cầu nguyện trong tư dục. Nhiều khi khát khao về danh lợi, khát khao sự quyền lực của sự giàu có, thấy người kia thế là mình so sánh. Và trong tập kinh thứ nhất đoạn 6 câu 6 câu 10 chúng ta biết nó là một cái điều vô cùng là thiệt hại. Khi lòng tham, tự trưng lòng tham tiền bạc, tất cả sáng tác. Bây giờ đây là lời chỉ chúng ta thấy những động cơ khi chúng ta cầu nguyện trong tư dục là không nhận được cái điều gì cả. Và cầu nguyện sai lầm, cái động cơ của sự sai lầm. Tôi xem lời Chúa trong Bản Kinh Thánh trong Thi Thiên 106 câu 15, câu 14 và câu số 15. Thi Thiên 100 hiểu có lòng tham dục quá đỗi tại trong đồng vắng và thử Đức Chúa Trời nơi vắng vẻ. Ngài ban cho chúng nó điều chúng nó cầu xin, nhưng sai bệnh tổn hại linh hồn chúng nó. Như vậy chúng ta đã thấy đây là câu chuyện rất là đáng buồn của dân Israel trong khi họ lưu lạc trong đồng vắng. Chúa vẫn ban cho họ manna mỗi ngày. Mặc dù họ cũng phải làm, không phải gieo cấy, cũng phải làm gì, nhưng mà Chúa vẫn cứ thành tín nuôi họ 40 năm trong đồng vắng. Về manna mỗi ngày, nhưng mà họ không thích, ăn manna nó chán rồi mà họ muốn nhu cầu họ là có thịt. Và họ đã cầu xin Chúa ban thịt cho họ. Và như Phật Kinh Thánh đây chúng ta thấy, nhưng có lòng tham dục qua đối tài trong đồng vắng và thử thách từ Đức Chúa Trời nơi vắng vẻ. Ngài ban cho chúng nó điều chúng nó cầu xin, nhưng sai bệnh tổn hại linh hồn của chúng nó. Chúng ta thấy cái hậu quả rất là đau buồn khi họ ăn thịt và thậm chí thịt lòi ra cả lỗ mũi và mắc bệnh tật, và đó là sự trừng phạt bởi vì họ cầu xin mà không cầu xin đúng ý muốn của Đức Chúa Trời, cầu xin theo tư dục của mình. Khi nói biết cầu xin theo tư dục mình, đó là có động cơ sai lầm. Chúng ta tưởng nhớ một câu chuyện rất là đặc biệt trong Dân Số Ký đoạn 22 câu 1 đến câu số 25 nói về Balaam. Balaam là một tiên tri của Đức Chúa Trời. Trong tất cả các tiên tri thì ông làm tiên tri rất là ơn, và những lời ông nói tiên tri thì đều ứng nghiệm. Chính vì cái ơn này mà vua Balaam đã cam đỗ ông để ông nói tiên tri và rủa xả dân Đức Chúa Trời. Nhầm bao nhiêu vậy? Dân Số Ký 22. Và chính Balaam đã cầu nguyện Đức Chúa Trời, nhưng lời của Chúa nói là không nên đi, không nên đi. Nhưng Balaam đã cám dỗ ông bằng nhiều tiền vàng hơn, cho nhiều tiền của hơn. Cuối cùng ông đã bằng lòng bởi vì lòng tham tiền bạc. Đây là một cái động cơ sai lầm của Balaam, vì là ông là yêu mến tiền bạc hơn là những gì ông mến lời của Đức Chúa Trời. Thế ông đã quyết định
có quyết định đi nói tiên tri, làm tiên tri cho Balak và nói của xã của Đức Chúa Trời. Kết quả chúng ta thấy là ông sau này bất cứ nơi đâu nói những cái tội của Balaam đó là sự tham tiền, và hậu quả là ông đã chết vì tội lỗi của mình. Và trong phần thứ nước chúng ta có một cái bài học rất là hay và làm gương ta, đó là chính là một trong sứ đồ, một trong 12 sứ đồ tôi nói là Gia Cai Độ, cũng vì lòng tham tiền nên ông đã không nhận biết được lẽ thật nào mà cầu theo Chúa hơn 3 năm. Chúng ta bị đầy đỗ và gần gũi Chúa như các sứ đồ khác, nhưng trong đó lòng ông đã đè về lên tiền bạc, nên ông đã mở cửa cho mắt của nhân hiện chính cái đó mà ông đã phản Chúa. Nhưng tấm gương của Balaam cũng như Tư Lái Ca Đốt thì đều là tấm gương rất xấu trong cơ quan của Chúa, trong dân sự của Chúa, nơi nào nói đến thì đều là một tấm gương rất là xấu. Nhưng trong Judea nói về tấm gương của Cain và Cô-lê và Balaam, đó là những cái mà nhìn tránh vì họ có động cơ sai lầm. Và cái điều thứ ba ở đây mà phần Kinh Thánh muốn nói đến chúng ta, đang bị chúng ta một cái vũ khí rất đặc biệt để tránh vào sự sai lầm và cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời, và được chính Thánh Linh được bày tỏ để chúng ta hiểu được những cái sự than thở ngay cả trong lòng chúng ta không biết được, nhưng chính Thánh Linh cho chúng ta cầu nguyện được trong lúc này. Chúng ta đó là Thánh Linh giúp đỡ chúng ta trong sự cầu nguyện. Chúng ta xem lại lời Chúa trong Roma đoạn 8 câu 26 câu 27. Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin, đang cầu nguyện cho xứng đáng, nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự tỏ tan không thể nói ra được mà cầu khẩn cho chúng ta. Đứng đòi xét lòng hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thế nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho Thánh Đồ. Cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Có lẽ là trong cái tài liệu bài học này thì nếu mà các thánh đồ, các tín đồ của Simei thì người ta không muốn nghe. Đó là một cái sự nhìn cảm như là ngược với cái sự hiểu của họ. Nhưng rất vui mừng là chúng ta đều là một thánh trong ân tứ. Và đây là một vũ khí, và đây là một món quà mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Vậy là cầu nguyện trong Đức Thánh Linh là thế nào? Hay là như thế nào là cầu nguyện trong Đức Thánh Linh? Tuy nhiên khi học cái bài học này và chúng ta ngồi đây thì tôi muốn đọc nói là chúng ta ở đây đã có ai là người chưa kinh nghiệm báp têm Thánh Linh chưa? Có ai là người chưa được báp têm trong Đức Thánh Linh? Như vậy là không có tay nào giơ lên, như vậy là chúng ta đã được báp têm trong Đức Thánh Linh, đã được đầy đủ về Đức Thánh Linh và hiểu biết về Đức Thánh Linh. Nhưng vấn đề phần ngoài Kinh Thánh này nhắc nhở chúng ta là phải thường chuyên cầu nguyện, thường thường tỉnh thức và bền đỗ về điều đó, và thường thường nhờ cái Thánh Linh mà cầu nguyện. Giu-đe một câu số 20 nói chúng ta hãy lập cái đức tin trên hình thức thánh của mình và nhờ cái Thánh Linh mà cầu nguyện. Về chút Kinh Thánh đều nhắc nhở chúng ta về cái sự nhờ cái Thánh Linh. Trong phần bài học của đời chúng vũ khí thuộc linh thì chúng ta không thể nào không nhờ cái Thánh Linh. Và Thánh Linh dẫn dắt chúng ta, Thánh Linh là nhờ Thánh Linh để làm chết những công việc của xác thịt, và Thánh Linh để giúp chúng ta hiểu biết và mọi việc. Và như vậy là cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Vậy thì cầu nguyện bằng cách nào? Đó chính là lời của chúng ta, đó là cầu nguyện trong tiếng mới. Chứ bất cứ mà cơ quan nào của Chúa được báp têm Thánh Linh thì cái điều đầu tiên Chúa ban cho họ cái dấu hiệu đó là cầu nguyện trong tiếng mới. Lời của Chúa trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 14 nói rất rõ ràng. Chúng ta cùng mở xem lời Chúa trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 14. Câu 14. Vì nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng mạng thì tâm thần tôi cầu nguyện, nhưng trí khôn tôi lơ lửng. Và câu số 2. Vì người nào nói tiếng mạng thì không phải nói với người ta, bèn là với Đức Chúa Trời, bởi chẳng có ai hiểu, ấy là trong tâm thần mà người kia nói lời mồm miệng. Ồ, cảm ơn chị.
Chứ bây giờ khi chúng ta cầu nguyện trong kinh mới, đó là cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Và khi chúng ta cầu nguyện trong kinh mới không phải là cầu nguyện với người ta, mà chính nhiều khi chúng ta cũng không hiểu mình cầu nguyện cái điều đó là cái gì, nhưng mà chúng ta cầu nguyện trong tâm thần và Thánh Linh sẽ bày tỏ chúng ta thấy. Và chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời và qua cái cầu nguyện này để Thánh Linh dẫn dắt chúng ta. Và lời Chúa chúng ta xem tiếp câu số 27, Roma đoạn 8 câu 26 và câu 27. Đấng đòi xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thế nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. Chưa để Thiên Chúa, ngay cả khi chúng ta nhiều khi không biết hiểu việc được chính ta, và ngay cả những nan đề có thể ra trong hôm nay và trong ngày mai, chúng ta không biết, nhưng khi anh em nhờ cái Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì chính Chúa sẽ bày tỏ cho biết câu thành ta với Đức Chúa Trời ngay cả sự trở ra trong lòng mà không thể nói được. Nhiều khi có những nỗi bất bình hay có những điều gì lo lắng bất an mà mình không hiểu tại sao là như vậy, đúng không? Tại sao là như vậy? Và có những điều gì có thể xảy ra trên cá nhân, gia đình hoặc là hội thánh nhưng chúng ta không biết. Hãy đến với Chúa trong sự cầu nguyện và cầu nguyện trong Thánh Linh, cầu nguyện tương mới, chính Chúa sẽ bày tỏ. Và khi cầu nguyện trong tương mới, chúng ta để trong lòng mình cái điều gì đó, khi mình đang cầu nguyện tương mới và chúng ta để trong cái điều gì đó mà lòng mình tưởng nhớ đến hoặc chúng ta để đến mà ai đó, thì bắt đầu mình lại tiếp tục cầu nguyện bằng trí khôn trong lĩnh vực đó, như follow đây. Khi ông cầu nguyện một tương mới thì tâm thần cũng lên được, nhưng mà cầu nguyện thì cũng cả bằng trí khôn, bằng lời nói trí khôn và bằng tương mới. Khi mình cầu nguyện một tương mới mà chúng ta để một cái điều gì đó nhắc nhở trong tâm trí của mình hay lòng mình, cái gì mình nhớ đến người chị em mình hay nhớ đến mình ra đề đó mà mình không, hoàn toàn không biết, nó đều có lòng mình lại cầu nguyện bằng trí khôn nhắc nhở điều đó. Đó là cầu nguyện trong Thánh Linh. Và lời Chúa chúng ta thấy đây, Roma 26 câu 7: cũng một lẽ ấy Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặt cầu nguyện cho xứng đáng, nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở ta không thể nói được mà cầu thay cho chúng ta. Và lời Chúa nói là trong chúng ta đều là con người yếu đuối, nhưng mà cái yếu đuối nhất đó là sự cầu nguyện. Sự cầu nguyện thì không khó, như chúng ta đã học rồi, khi bước vào Thiên Chúa chúng ta đã được cầu nguyện, và hôm nay ai cũng biết cầu nguyện. Nhưng tại sao lời Chúa lại nói chúng ta là Đức Thánh Linh giúp đỡ chúng ta trong sự cầu nguyện, mà đó là sự yếu đuối. Có nhiều lĩnh vực yếu đuối, yếu đuối về tình cảm, yếu đuối về mối quan hệ, hay là quản lý về tiền bạc, còn nhiều cái sự chúng ta bị cám dỗ trong sự yếu đuối. Nhưng mà đây lời Chúa nhắc nhở chúng ta có một cái điều chúng ta rất yếu đuối trong sự, vì Chúa nhìn thấy một ngày 24 tiếng đồng hồ, nhưng mà thực sự chúng ta đã để dành bao nhiêu thời gian với Đức Chúa Trời. Chúng ta không biết nhưng mà Đức Chúa Trời biết. Và để thực sự để kỷ luật cái thời gian cầu nguyện với Chúa, đó là cả là vấn đề. Như sáng ngày một sư Đức cũng chia sẻ, chúng ta đừng là một tín đồ hóa nhưng phải là môn đồ hóa của Chúa Giêsu. Làm đời sống kỷ luật, disciple trong tiếng Anh nói đó là một đời sống kỷ luật. Nếu thực sự không kỷ luật thì không thể trở nên một môn đồ. Mà trong sự kỷ luật, điều mà Chúa cần nhất đó là cái thời gian cầu nguyện và suy ngẫm lời Chúa. Cầu nguyện và suy ngẫm lời Chúa. Ta đã mặc cái vũ khí trong sự cầu nguyện, nhưng còn cái vũ khí đặc biệt nhất đó là nhờ cái Thánh Linh mặc cầu nguyện. Thường thường cầu nguyện mỗi ngày và tỉnh thức cái điều đó, và luôn nhờ cái. Trong Galati nhắc nhở chúng ta một điều là hãy bước theo Thánh Linh. Hãy bước theo Thánh Linh. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì hãy bước theo Thánh Linh về. Galati đoạn 5 câu 16 câu số 25. Bởi vì khi nhờ Thánh Linh thì chúng ta sẽ không còn bước theo xác thịt. Mà chúng ta nhờ cái Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Roma đoạn 8 câu 13 thì sẽ làm chết đi mọi công việc của xác thịt. Roma đoạn 8 có rất nhiều chúng ta, đây là một cái câu đoạn rất đặc biệt nhắc nhở chúng ta cái xác thịt của Thánh Linh. Không cách nào khác, nếu đời sống thực sự là một đời sống kết quả thì chúng ta không thể nhờ cái xác thịt, không bằng trí khôn, không bằng kinh nghiệm, bằng sức mạnh, bằng mối quan hệ, mà phải là nhờ cái Thánh Linh. Đây là một lẽ đẹp rất vĩ đại mà chúng ta đừng quên điều này, đừng quên điều này. Và trong tất cả các vũ khí của Đức Chúa Trời thì lời Chúa nói là
Gương của Thánh Linh là lời của Trời, lời và Thánh Linh. Và Thánh Linh dẫn dắt chúng ta không phải bằng cảm xúc mà bằng cái căn cứ trên gì? Trên lời Trời. Và Thánh Linh, Chúa Giêsu nói là Thánh Linh đến để đây giúp chúng ta bằng mọi cái thật và nhất cho chúng ta mọi điều mà Chúa Giêsu đã phán bảo chúng ta. Có nhiều khi cái đề thơ Chúa cũng học đọc kinh thánh nhưng nhiều khi mình không hiểu, chính như tôi cũng vậy, có lúc mình không hiểu. Nhưng rồi Thánh Linh dẫn dắt mình nhờ cậy, rồi một lúc mình hiểu. Bất chợt lúc nào đó Chúa nhắc mình, rồi mình lại hiểu ra. Như vậy là Thánh Linh là lời dẫn dắt chúng ta hiểu lời của Chúa. Kinh thánh được viết ra cũng học được bởi sự bởi cảm thúc của Thánh Linh, tha hơi. Và các đề thơ Chúa viết lại, nên là khi đọc về Chúa, đưa cái đề thơ Chúa, đừng nhờ quên là mình đã học nhiều hoặc là qua trường lớp nọ để mình hiểu kinh thánh, nhưng mà phải nhờ Thánh Linh để chúng ta hiểu lời. Thánh Linh ơi, chúng con và có những lúc chúng ta không hiểu nên cầu nguyện trong kinh thánh, chúng con tương nhau với Đức Chúa Trời. Anh em cầu nguyện bằng trí khôn thì có thể chúng ta cầu nguyện 15 phút là hết. Cầu xin được gọi điều kia mà hình như là lặp lại, nếu như mà cuối buổi sáng chúng ta thức dậy là cầu nguyện cho mình, gia đình, cho người thân và những vấn đề trong hội thánh, những cái việc chúng ta phải làm thì đó là thường xuyên đúng không? Nhưng mà thường lặp lại, hãy thường lặp lại nhưng hãy cầu nguyện trong kinh thánh. Chứ đồ Phaolô ông cầu nguyện rất nhiều lần trong kinh mới, ông tự hào là tôi cầu nguyện rất là nhiều trong kinh mới và thậm chí còn có nhiều hơn các anh em. Chính vậy mà Chúa đã bày tỏ cho ông rất là nhiều sự mầu nhiệm. Mười mấy thư tín mà chính chế độ Phaolô viết cho hội thánh đó toàn là sự mầu nhiệm lẽ thật và những nguyên tắc trong hội thánh của Chúa Trời. Thiết lập những nguyên tắc trong hội thánh tân ước là hầu như các sách mà chế độ Phaolô viết cho các hội. Đó là bởi đâu mà ông có thể viết lại như vậy? Phải Thánh Linh tỏ ra, đúng không? Thánh Linh tỏ ra. Ông nói là ông giảng đây không phải bởi sự khôn ngoan tài khéo, nhưng bởi Thánh Linh Đức Chúa Trời bày tỏ ra. Và ông không thể ai dạy cho ông về Tin Lành quyền pháp Đức Trời, không ai dạy cho ông về lẽ mầu nhiệm của chính Thánh Linh, dạy cho ông về thập tự giá và cái sự giá trị về đương đích trên đời sống của ông. Nên tại sao lại được như vậy? Đó là ông có đời sống cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Riêng mà cứ cầu nguyện thì sứ đồ Phaolô cầu nguyện rất nhiều, mà cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Nên Chúa bày tỏ cho ông nhiều điều vô cùng là như vậy là đó, bây giờ chúng ta phải nên nhớ là hãy nhường cho Thánh Linh. Nhớ là trong mỗi buổi sáng hay là buổi chiều bất cứ lúc nào chúng ta cầu nguyện thì hãy dành thời gian cho Thánh Linh. Lúc mình cầu nguyện cho bằng trí khôn thì chúng ta cầu nguyện hoàn là cái nhu cầu nó lặp lại rồi, thì có ai nhờ cậy mình bác ơi cầu thay cho em, hay là đầy mục sư ơi, thầy cô ơi cầu thay cho con, thì đương nhiên chúng ta sẽ cầu nguyện luôn. Đó là những cái nhu cầu rất rõ ràng. Mà thường công việc chúng ta, cái đời sống, cái thời gian thì hãy nhờ cậy Thánh Linh bằng cầu nguyện trong kinh mới. Có thể ở đây có nhiều để thưa Chúa cầu nguyện kinh mới nhiều hay là ít, nhưng mà được bắt tay lên thì mình phải khát khao, phải khát khao cái sự đồ đầy đó. Và đừng quên tại sao lời Chúa nhắc chúng ta trong episode đoạn 6 câu 18 là thường thường bền nỗ tỉnh thức lửa. Khi chúng ta không bền nỗ quá cái thời gian thì cầu nguyện tương mới có ngày, có tuần thì thường xuyên cầu nguyện, nhưng có lúc mình không cầu nguyện trong tương mới mình không bền nỗ mà không tỉnh thức điều đó. Nên kinh nghiệm của người trưởng giáo như chúng tôi đã nên khi mà đi chung phương tiện đấy thì luôn luôn cầu nguyện tốt nhất là bằng tương mới, bằng tương mới trước một ngày bao phủ và cầu nguyện tương mới. Và đặc biệt là trong lưu đoàn giáo này, những cái đội hình cầu nguyện đi truyền giáo thì không thể không nhờ cầu nguyện trong tiếng mới. Nếu cái nơi hoàn toàn xa lạ mình không biết, cái quyền lực sống tối rất là tin khiếp, mình không có thể hình dung nổi, nhưng mà cầu nguyện trong tiếng mới phải sự che phủ và huyết của Chúa Giêsu trên mọi cái có thể xảy ra. Và qua phần kinh thánh này, tác giả làm chứng rất là nhiều, chúng ta thấy là cái ích lợi trong cái sự cầu nguyện trong cái Thánh Linh. Những điều họ không biết như là đầy tớ Chúa, như là bà Rút Bang, đây là một đầy tớ Chúa, nhưng mà bà tại sao bà ta có ơn nói tiên tri? Và khi cầu nguyện trong đám đông, bà có thể biết được ngoài nhu cầu của người A, người B thì thế nào, bởi vì không phải bà ta có thể biết được như vậy, Thánh Linh bày tỏ ra. Đây là phần làm chứng mà khi cái đầy tớ Chúa trong sự cầu nguyện. Các nhà chúng ta là hãy dành thời gian cầu nguyện nhờ cái Thánh Linh, hãy cầu nguyện trong cái Thánh Linh, đó là cầu nguyện phẩm chứng mới, để dành thời gian nhường chỗ cho Ngài, đừng để dành nhường chỗ cho Ngài để Ngài bày tỏ chỉ dẫn chúng ta tình cảm.
và những cái điều mà Chúa bày tỏ rất là đặc biệt. Một cái câu chuyện lúc hai rất hay chúng ta xem ở đây, nhưng mà phần trang 288 có một lời tới Chúa, người phụ nữ rất yêu mến Chúa, rất kính sợ Đức Chúa Trời, và cô rất chăm sóc chồng cũng như mấy đứa con, và đặc biệt là cô có một người trai già. Sau khi chúng ta đọc mình thấy là cô rất là tiêu vị, bởi vì cái thời gian chăm sóc chồng con cùng với bố già. Thực ra là ông rất cao tuổi rồi, chú muốn cất ông đi, nhưng mà bà này là muốn yêu mến, muốn bày tỏ cái sự hiếu kính cho mẹ và muốn chăm sóc bố. Mỗi khi là ông chuẩn bị hấp hối có đời thì bà không đánh Chúa Giêsu linh xiết ra ngoài để cái bố của tiếp tục sống, mà bố lại chăm sóc ông. Thì cô rất là mệt mỏi, và 24 đến 24 là đều chăm sóc ông, không nằm bất động. Thế là cô rất là mệt mỏi, thì đây đẩy lên Chúa trong buổi cầu nguyện, cái cầu nguyện trong thánh linh quyết chỉ của cô biết. Bởi vì Chúa đã muốn cất ông bố của cô đi, nhưng mà cô muốn được giữ lại cái đó để mình chăm sóc, nên đó là gánh nặng. Và cái ý muốn của này, cái cầu xin này không theo ý muốn của Chúa Trời, theo cái ý của cô, để lòng hiếu kính với bố mẹ thể hiện hiếu kính, nhưng mà đó là gánh nặng. Và chính để tới Chúa, ông đã bày tỏ khi cầu nguyện cho Thái Linh, chúng ta nghĩ là thực sự Chúa muốn cất đi, nhưng mà cô muốn giữ lại, nên là đó là gánh nặng của cô. Và khi ông cầu nguyện ông Thánh Linh thì Chúa bày tỏ chúng ta biết, ông ta cũng nhiều khi không nắm chắc là điều đó có thật là không, hay là do ý của mình. Nhưng mà khi cái đức tin là biết là đó là sự bày tỏ của Thánh Linh, ông đã chia sẻ với người phụ nữ này và cô công nhận đúng là như vậy. Linh trực tiếp đã đến trên bố cô, và nhiều khi ông nó phối qua đời cho cô thương bố và muốn cầu nguyện sự kết thúc không qua, trực tiếp qua đi không đến đời sống của bố mình. Và ông lại tiếp tục sống thì 24 trên 24 cô vất vả rất chăm sóc cũng như cho bố, mà còn trách nhiệm với chồng với con, nên là gánh nặng cô rất là kiểu. Và khi để cho Chúa chia sẻ điều này, được Thánh Linh bày tỏ, cô công nhận điều đó là đúng chính xác, như vậy là điều đó đến từ Chúa Trời, và cô bằng lòng buông cô nhường cho sự vinh hiển của Chúa Trời. Và chính có để tới cầu nguyện, và hai hôm sau thì Chúa đã kết trao trở về nước cứu trong sự bình an, và cô được kết khỏi gánh nặng. Đó là cái phần bài chứng chúng ta thấy được rất rõ ràng trong trong sự cầu nguyện Thánh Linh. Cái điều mà cái phần bài học này chúng ta thấy để chúng ta áp dụng đương nhiên không gì mới, thì chúng ta học loạt bài này thì điều này không gì mới cả, không gì mới, hoặc có lẽ chúng ta đã từng học, nhưng được xác định lại tất cả chúng ta thực sự trở thành một chiến sĩ cầu nguyện, thực hiện trong bất cứ hoàn cảnh nào, người thành thị hay là nông thôn quê hay bất cứ chúng ta bận rộn đến đâu, nhưng mà người ta nói rằng là bận tới đâu thì bận không ai bận tới mức mà không có thời gian để nên chúng ta thực sự trở thành những sự cầu nguyện, điều đó nhập đồng với Chúa Trời, chứ không phải chỉ là lý thuyết cầu nguyện, hoặc là chúng ta cầm lên tay một cái tài liệu về một sự cầu nguyện, thì điều đó không ích lợi, nên thực sự trở thành những sự cầu nguyện và hiểu được rất sâu xa trong cái việc mà chúng ta cầu nguyện là thực thi uy quyền Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Và khi chúng ta cầu nguyện là đứng trong vị trí công bình mà Đức Chúa Trời đã xưng ta là công bình rồi, và một đời sống thánh khiết vâng phục rất lời của Chúa Trời, và cầm những vũ khí mà Đức Chúa Trời trang bị chúng ta, Ê-phê-sô đoạn 6, và còn vũ khí đặc biệt mà được tiếp tục trang bị đó là cầu nguyện trong Đức Chúa Trời. Nên vậy qua phần bài này chúng ta luôn nhớ hàng ngày, nhờ cái ngày buổi buổi sáng. Buổi buổi sáng, Đức Thánh Linh ơi, con xin chào Ngài và xin Chúa tất đắc chúng ta trong một ngày. Và đừng bao giờ không dành thời gian, nhường thời gian tương giao với Đức Thánh Linh. Thứ hai, thực sự chúng ta được bắt tay Thánh Linh, nhưng có những người được bắt tay Thánh Linh nhưng mà họ nhận biết Thánh Linh nhưng mà cũng có thể chưa nói tiếng mới, đúng không? Hãy xin Chúa Thánh Linh cho con nói tiếng mới. Đó là ngôn ngữ mà Chúa dành cho con để con bày tỏ cho Chúa Trời và gây dựng chính mình. Nên là xin Chúa cho, về Chúa nói rằng là cái kẻ nào khát đến cùng ta mà uống sông nước bằng sống cứ chảy trong mình và văng ra cho đến chết. Nói điều đó để chỉ Thánh Linh, nhưng mà chúng ta khát cao Chúa đổ này. Vậy cứ nói rằng hãy là hàng khoác một mệnh ra thì ngài sẽ đổ đầy. Nên nếu thực sự mình chưa được cầu nguyện trong tiếng mới, hoặc là chưa nhận được món quà mà cho, thì hãy xin. Thì hãy xin sẽ được. Lời cứ lại như vậy. Hãy xin sẽ được. Hãy tìm sẽ gặp, hoặc là hãy ốt cửa sẽ mời tôi để chúng ta nhận cái món quà này. Và đừng quên, hãy cầu nguyện trong thánh linh. Đừng quên điều đó. Chúng ta cầu nguyện trong sự khôn ngoan thì nhiều rồi.
ba năm nay tin Chúa thì không có ngày nào mà không cầu nguyện, nhưng hãy dành thời gian cầu nguyện trong Amen. Và chúng ta cầu nguyện. Trước kia chúng ta cầu nguyện, tôi muốn mọi người mình mở tài liệu mình đọc phần kết. Cái lời cầu nguyện đã đọc phần lời cầu nguyện chúng ta cùng đọc nhé. Và đây là lời chúng ta cùng nói với Chúa và nói với lòng mình. Chúng ta cùng đọc nào. Cầu nguyện là đặc ân và trách nhiệm của mỗi người nhân đầy dẫy thánh linh. Đây là thánh đức của trời thực hiện ý muốn của Ngài ở trên đất này cũng như ở trên trời. Vì vậy chúng ta phải luôn cầu nguyện cho dân sự của Chúa và khắp mọi nơi bằng mọi cách cầu nguyện. Lời cầu nguyện, Lạy Cha Đức Quan ở trên trời, con cầu nguyện cho những ai đang đọc lời cầu nguyện này. Con cầu xin Ngài đổ đầy Thánh Linh trên họ ngay bây giờ. Ban cho họ ân thứ cầu nguyện như là Lạy Cha xin phụ thánh ban cho họ ân thứ công giảng các điều Cha phát tội cho họ qua sự cầu nguyện này. Xin hãy làm cho họ đầy quyền năng trong sự cầu nguyện. Xin cho họ cầu nguyện lời cầu nguyện của Ngài, cảm biết được những cảm xúc của Ngài và suy nghĩ các ý tưởng của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu và tin rằng sẽ làm. Amen. Hallelujah, hallelujah. Thưa chúng con cảm ơn Ngài. Thời gian buổi sáng nay Ngài đã cùng chúng con. Ngài đã giúp đỡ cho các đầy tớ của Chúa là những người dạy. Ngài cũng giúp đỡ cho chúng con là những người học nữa. Cảm ơn Chúa. Nếu chẳng bởi sức của Ngài, chúng con không thể học được. Vậy con cầu nguyện xin Ngài thêm sức mới cho chúng con. Để chúng con không những học buổi chiều hôm nay và cả chương trình này. Con cảm ơn Ngài, xin Chúa bổ phước cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Một lần nữa xin Ngài cũng chúc phúc cho chúng con trong bữa cơm trưa nay. Chúng con ăn ngon miệng. Ngài chúc phúc cho tấm lòng của những người dân hiến, chúc phúc cho những người dân hiến. Chúng con nhận mạnh tấm lòng biết ơn và chúng con cầu nguyện. Chúng ta sẽ nghỉ trưa và ăn trưa đúng 2 giờ chúng ta tập trung trở lại.